Rồi, hello các bạn ha. Đây mình xin giới thiệu các bạn GUD 1002 dòng SE ha. Trời, SE nó có ký tự. Trên phiên bản này nó có hai phiên bản, một phiên bản SE và màu màu đỏ, và phiên bản này phiên bản gọi là phiên bản giới trẻ, hay là giới trẻ. Một phiên bản màu vàng kia là gọi là phiên bản thanh xuân, nó gọi là phiên bản cao cấp. Rồi, trước đây thì mình đã có phân tích hai cái bản màu vàng và màu đỏ này rồi. Hiện giờ là khách đặt cái mình cái bản này thì mình chuẩn bị tiến hành là mình chốt cho khách ha. Đây trên hệ thống thì nó có ghi đầy đủ, các bạn có dịp tham khảo coi nha. Đây coi trên đây ha, có motor nè ha, 3660 nè, có dòng nè, ESC nè, cái này là động cơ nè, có vi sai hết nha các bạn, không phải do bằng kim loại hết, tất cả bằng kim loại hết đó. Con này thì có 4 kênh và 7 kênh, con này là trên thực tế con đỏ này có 7 kênh, 4 kênh thôi, nhờ 4 kênh dùng cho các bạn thoải mái rồi, hai kênh đèn là dư sức. Đây là cái tóc cello, các bạn về tự dán ha, không thích dán thì mình dán cái khác cũng được, dán Doraemon hay Vicky gì cũng được. Mình tóm đáp đang kiểm tra hàng ha. Trên đây ha, đây con này là bản 1.10 ha, con GUD 1002 dòng SE ha, màu đỏ. Nó rất là êm ha, chục pin size này có 4 chục. Đó, rất là êm. Các bạn được nhúng là ok rồi. Con này ai chơi là biết rồi, mình bán rất là chạy con này ha. Bây giờ là đây xu hướng giờ là cũng tạm thời là cũng biết còn hàng, đang trên đường về biết còn hàng. Ai về sớm thì người đó chốt rồi ha. Rồi, ngoài ra đây là cái thay pin. Cái này là mình tự làm cho các bạn luôn, cho ngắn luôn. Tự đặt tự làm ngắn cho các bạn luôn, chứ trên thực tế là cái này nó dài, nó khó vô lắm, dễ ba đặt về kia lắm, dễ bị chạm lắm, cho nên cái này ai đã mua pin bên mình rồi mình đã gắp, chỉ việc mua về là chạy thôi. Con này là cặp pin của nó là một cặp là 5200 bản chuẩn ha, một kích thước thì 140, bề ngang 35 45 40. Cái này là thông số thì các bạn có thể liên hệ với mình nói chuyện sau. Rồi cái này là mình làm sẵn rồi, con này 5200 pin thì dòng xạ 60 là dòng xạ mắc cao nhất là 3S, dòng xạ 60 5200, các bạn chỉ cần đút vô là đưa cái jack đưa là ok nè. Các bạn chú ý ha, nhớ nha, đen và đỏ nha, cái jack là nó nghiêng đen nghiêng đỏ nha, các bạn chú ý thì ghim vô phải đúng cái jack nữa nha, đừng ghim ngược nha, hư trái pin đó, khả năng là bị chập pin là bắt các bạn để bảo mình là chịu rồi. Cái này mình không có hoàn bồi được ha. Đấy là cái này thì chơi xong nhớ rút ra ha, rút ra để pin trong bên đây đâu, không có sao cả, các bạn cứ để vô trong ly luôn. Con này vừa khích nè, các bạn thấy không, mình để pin vô ly ha, chờ lát mình test nha. Còn cái này là dắt ba lăng, dắt ba lăng thì trong cái sạc thì mình đã nói sao, cái dắt sạc là dắt ba lăng là sạc cái này hoặc là sạc B6. Cái này thì khách hàng mua thêm ha, mình gọi luôn, cái này cũng tốt lắm nè, mát nè, iMat B6 nè, AC ha. Con này là nguyên bộ là đủ hết nè, các bạn mua về chỉ về dắt XT60, mua thêm dắt XT60 thôi. Trên lý này không, cái này là mua riêng để dùng thôi. Trên thực tế thì là bộ này mình đã có tặng kèm cái B3 nhanh cho các bạn rồi. B3 sạc nhanh nha quý vị, bà sạc nhanh hàng ngon nha, hàng chuẩn nha, chứ không phải là hàng li thi trên thị trường như mình đang bán là hàng nó rẻ tiền rồi. Cái đó mình không có nhấn sâu vô. Con này là khách hàng mua thêm mình để riêng. iMat hoặc là B6 Square bên mình đã hết hàng rồi, còn B6 AC sau 80W cũng xài ngon lắm ha. Còn cái này là mình tặng kèm trên cái iMobile này, mình tặng kèm theo. Đây mình mở ra luôn. Đây, có sao vậy? Mình có tặng kèm hết á, đa số mình tặng kèm hết. Đây, cái này mua cặp pin thì mình gọi tiền luôn. Cái B6 này, thấy không? Cái này sạc 2S và 3S, 2S này lắm. Mình nãy mới nói dắt ba lăng là con này nè, các bạn chỉ ghim dắt ba lăng vô sạc thôi. Sạc chừng 1 tiếng mấy, 2 tiếng là đầy, 1 tiếng ha. Đầy ha. Rồi, nó nóng thì nóng nhưng mà nó ở chế độ sạc mà. Cái này là có kèm theo cu pin và thậm chí mình có tặng cái dắt pin. Cái này là mình thử pin nhé, test pin. Còn cái này là bộ phụ kiện của bên nhà sản xuất ha. Còn cái này sổ ứng dụng mình bỏ vô lại ha. Giờ sau đây mình vào vấn đề tự test xe ha. Đó, mua pin thì tặng B3. Cho nên các bạn không phải lo sạc cái vấn đề này ha. Còn cái này khách hàng mua thêm thôi để xài sau này ổn định, bây giờ xài để cân bằng pin tốt hơn. Thì B6 AC hay là B6 Sky thì nó có tính năng cân bằng pin. Đây mình bỏ vô luôn. Nhớ nha, ghim cái này là phải chú ý nha. Nó hơi khó bước đầu nhưng mà từ từ các bạn quen. Bây giờ mình mới làm cái dắt T này là dắt T theo kiểu ngắn vô để vừa vô. Nếu mà dài quá thì lúc mình chơi á, mình dài quá thì mình không có vướng vô được. Nó cái khay nó nhỏ quá, cái khay nó vừa mất, cái này cho 3.000 thôi. Hai cái này đấu song song với nhau thôi. Là các bạn chơi dung lượng cũng cả chừng 1 tiếng đồng hồ á, từ 40 50 phút là chuyện bình thường ha. Rồi, chơi xong thì rút pin ra vậy thôi, để đó sạc. Vừa khó công đoạn này thôi. Đó, thấy khích không? Mình làm khích rồi đó, thấy không? Rồi, đó. Đó, đúng đúng chuẩn của nó ha. Pin này là do mình làm đúng chuẩn cái jack để các bạn chơi vừa. Ở cái này cái nút nguồn. Mình
thấy không, đè lên là nó lên đèn nè, đè chừng 3 giây là nó sáng nè. Ờ, đây thấy không, đè 3 giây nó bắt tín hiệu. Còn cái này bạn nhét 4 cục pin vô, chịu khó mua 4 cục pin nhét vô ha, rồi mình bật lên chế độ nó tự bắt sóng, rồi nó không có chớp đèn nè các bạn không, chớp đèn ha. Trời, mình đặt lên thử ha. Ai có thì kêu một người phụ nha, tại vì nó dính cái trục xây ở dưới đó, cho nên nếu mà lúc chạy đó các bạn thấy đây mình dịnh lên tạm thời vậy ha. Rồi, đó. Rồi. Để đặt ngay lại, tại nó có cái trục xây phía sau dưới, nếu mà xây quá thì nó vướng, đó, nó sẽ vướng. Cho nên tạm thời trước mắt là mình test bánh xe thôi. Test động cơ này kia. Đó. Thấy không? Khi mà là xe và nhấn nè, chim nè. Cái chim nè, chỉnh lại ha, đó. Đây là cái chim nè, nút chim nè. Mình cho các bạn thấy nút chim nè, đó, chim trái chim phải nè, cái bánh lệch nè, các bạn thấy không? Đó, khi nào chỉnh thẳng là cái chim ha. Còn đây dòng mắt nè. Cái này là chỉnh rút nè. Trên hệ thống hai bạn hỏi mình là có ba rút không? Đó rút bình thường. Đây, rút lệch rút nè. À, khi mà các bạn nghiêng bánh nghiêng phải nè, mình nghiêng qua nghiêng đây là mình mở hết mát luôn nè. Nó cũng là tính năng con UD này, nó có nghiêng trái nghiêng phải. Khi các bạn chơi á thì á đây. Thấy không, mình đâu có xây chim đâu nè, mình không xây, mình để cho cắm người đó, nó tự xây luôn nè. Thấy không, đó là nhẹ nha, mình đang kéo nhẹ tại vì dòng pin này xả cao cho nên tốc độ mát rất là đã, các bạn chơi không phải lo nha. Đó là bạn bỏ rim, khi mà bạn không rim nữa, nếu mà rim á nó ở chế độ trục đường thẳng đấy. Khi bạn không có muốn ghim nữa, bạn dùng thủ tục bằng tay thì bạn đưa về chế độ này cho mình là chế độ cạn ghim, đó là đưa về dòng chỉ số không cho mình bảo đảm. Thấy không? Nó vẫn theo cái trục thẳng luôn, nó không tự ý là quẹo theo ý đường thẳng trục thẳng của nó, là nó phải xây theo cái servo của bạn. Đây, bạn mày muốn quẹo thì bạn dùng tay nha. Ở con này cho nên các bạn yên tâm về trục thông số vi sai thì nó chỉ là vi sai chuyển số giữa hai cấp bảng thôi, trên thực tế con này hội đủ hết rồi. Còn con kia là nó theo là cấp số chuyển số và 4 động cơ 20 chuyển động ha. Con này thì nó không có, nhưng mà thực tế con này các bạn chơi theo dạng mát tốc hay là spare tốc là được rồi. Rồi xong ha, đó tốc độ mình kiểm nè. Rồi mình chưa kéo hết ga nha, đây cái ga của nó cực kỳ đã quý vị. Đây mát nè, mình kéo hết cho bạn. Bánh thì có thể các bạn sau này nó bị lệch bánh gì bạn mua keo dán sắt hay keo gì đó. Lùi nè, tiến nè, đây là chỉnh cơ nè, chỉnh nè, đó chỉnh cái pha đó, nó chỉnh rồi phải chỉnh lại ha. Rồi đó, chỉnh là hướng pha tiến pha lùi, tiến lùi ha. Đó, còn không thì thích thì đưa lại vị trí cũ thôi, rồi đưa lại ha. Cái này chỉnh pha lượt pha và chỉnh trái chỉnh phải theo cái hướng mình thích. Bên phải nó cũng giống nha, bên phải nè mình không thích mình chỉnh là đổi hướng trái nè, mình nói về hướng phải ha. Đây, thấy chưa, đây là cái lệch nè, lệch ta lái servo nè, tại vì mà ai thuận bên phải thì mở bên phải đó, nhưng mình là mình thích bên phải hơn bên trái, tại vì mình không có, người Tây thì nó chơi thêm bên trái rồi nó đi xe hơi nó đi bên trái, mình đi bên phải quen. À, còn cái này chỉnh ga nè, chỉnh lái trước lái sau là để đổi hướng nè. Lùi nè, tiến lùi nè, rồi chỉnh xuống tiến lùi ha, cứ vậy mà chơi. Ok, đơn giản ha, về nhà cứ mở lên là chơi thôi, chơi xong là nhớ nhạc tắt, để im 3 giây. Đây, không là nó tự động à, nó tự động nó tắt à. Khi mà các bạn không chơi, các bạn tự động nó tắt, cho nó tắt cái này luôn, nó tự báo tín hiệu. Rồi nhớ nha, chơi xong là quy củ, tháo pin ra. Muốn pin được lâu dài hay trường thọ hay là gì đó, được lâu dài thì các bạn nhớ mà mày phải tháo pin ra. Khi không chơi thì tháo pin ra sạc. Đây, tháo này ra. Bây giờ mình giao cho khách là mình để pin trong đây luôn ha. Đó, có gì chụp lại một tấm nè, rồi mình sẽ chụp lại một tấm nè, các khi khách hàng mà có dùng á thì mình báo đó, pin mình để sẵn cho đó luôn, mình sẽ chụp lại một tấm mình báo là khi nào chơi thì cứ gắn vô vậy thôi. Pin này con này nó là theo cái kích thước này rồi, cho nên các bạn chơi ha. Mình tiến hành đóng gói nha quý vị. Đây, nó phải vô kích nha, khi nào bẻ hai cái này thì nó đấu găng vô đó, sau đó mới nhả hai găng ràng ra là nó kích lại rồi. Ok, nhiệm vụ là pin mình để xong đó và giao khách hàng là mình đóng gói. Nhớ nha, cái này là jack ba lăng, là nó xài ba lăng màu trắng thôi, có nghĩa là cái này cũng đơn giản, hồi nãy mình có nói rồi,
cái trắng hồi nãy đó bạn ghim vô đây, bạn ghim điện vô là 220 là bạn để đó, nó đèn màu đỏ, nó chuyển màu xanh là xong. Nó ba cell thì nó ba cái sáng, còn nếu mà hai cell thì hai đèn sáng, một đèn không sáng. Đó, trên này hai cell, ba cell vậy thôi. Đơn giản ha. Cái này dắt ba lăng thôi, không cần phải nhiều dây gì đó. Rồi cái này là chip thử pin mà khách yêu cầu thì mình gọi luôn. Rồi xong, nhiệm vụ là đó mình sẽ đóng gói lên bộ cho các bạn ha. Rồi xin cảm ơn nha. Giờ mình đóng gói nha. Nhưng mà bỏ vô nha quý vị. Rồi xong ha. Rồi, đúng rồi, đóng gói rồi ghi tên cho bạn vô là xong.